Anh à, chúng ta ở sau lưng anh Báo làm vụ làm ăn này, sao cảm thấy không thành thực? Anh nói xem, cảnh sát theo dõi chúng ta chặt như thế, có phải xảy ra chuyện rồi không? Chính là vì cảnh sát canh chừng chúng ta chặt chẽ, vì chúng ta làm súng, bọn họ đã điều tra ra rồi. Ai biết có thể điều tra ra cái gì? Vì vậy tôi phải mau chóng trốn đi. Vì chúng ta phải mau chạy đi. Cậu ngu sao? Bây giờ chạy thì uống gió bắt à? Chúng ta phải làm cái gì đó ăn. Đợi hôm nay làm xong vụ này, tôi đưa mấy anh em ra nước ngoài sống. Mau rời khỏi cái chỗ rách nát này. Cái gì? Tàu Lôi. Tàu Lôi đến rồi. Hàng đâu? Hợp tác vui vẻ. Anh ơi, cảnh sát đến rồi. Rút. Lục Tử, phương hướng của nghi phạm cao tốc Kim Hải, mau cứu viện.